Ok, chào mừng năm trăm anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em thấy gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông lên để nhận những cái video, nhận những cái thông báo, những cái sự kiện từ cái YouTube của mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất rất là nhiều luôn. Hôm nay vào trong đây để mà mình mở cái box sự kiện, kèm theo đó là mình sẽ review một chút xíu thông tin về cái con MG mà mình đã hứa hôm trước là cái clip sau hoặc là một cái like sau là mình sẽ làm MG cho anh em, mà trong khi đó nó thật chớ chiêu. Anh em kêu mình làm cái bảng điểm master của cái con đất quay thì mình xin hứa và xin hẹn lại, vì mình mới mua được một cái cây lôi phong đao, một cái kiếm quét cho con MG nên là háo hức lên sóng lắm anh em ạ. Thì vào trong đây xin giới thiệu cho anh em, đây là một cái con game mobile mới nhất ngay thời điểm hiện tại luôn, có tên là Era of Logenkia, và đây là một cái phiên bản mới nhất luôn nha anh em. Phiên bản thì nó sẽ cập nhật dài theo năm tháng. Hiện tại á, thì người ta đã có ra những cây vũ khí gồng hai, thì mình đã cúp trên kênh nè, cúp trên TikTok nè. Mình like cái con game này ở trên YouTube là tầm khoảng 6 giờ đến 7 giờ 30 là mình like nha, còn ở trên TikTok á, thì mình like tầm khoảng 8 giờ 30 tới 9 giờ 30 là mình bắt đầu like chứ không phải là kết thúc nha. Bắt đầu like trên TikTok thì mình like sẽ còn game Lock 2. Lock 2 thì mình đang hỗ trợ cũng kha khá nhiều. Thôi không đi lòng vòng lên tin nữa. Mình sẽ mở bóc sự kiện. Bóc sự kiện là sao? Các anh em vào cái điểm Lucky Gold là chúng ta có những cái bóc sự kiện. Sự kiện đó là các anh em đi farm những cái món S nè, rồi các anh em bán ra, các anh em tích lại là sẽ được những cái lần là Bull in S đang có. Ở đây mình có tổng quan là 1.298. Lần trước thì mình là 1K3 lẻ, hôm nay mình chưa được 1K3 tại vì mà mình đã mở được 6 lần rồi. Hôm nay mình sẽ mở tiếp là xem cái kỳ gọi, xem là nó có hơn kỳ gọi hay không. Kỳ gọi thì mình mở ra đâu đó tầm khoảng 9 chao hay là 11 chao gì đó nè. Anh em có thể là quay lại clip đó để xem nha. Rồi vào clip này xem là mình đỏ hay là mình đen. Như vậy dòng quay may mắn của chúng ta đã kết thúc ở đây, viên cuối cùng và cái lần quay cuối cùng nó đã ra được một viên trâu. Thì các anh em xem tới đây nó đậu xanh này cũng đen như lúc trước anh em à, không có tiến triển hơn lần nào. Lúc trước thì cũng một amot và đâu đó là một ếch gì đó được 9 cái viên trâu, và lần này không được 9 viên trâu anh em à. Xem nè, nó ra toàn là bơi với lai. Bơi hiện giờ nó cũng đang lên giá nè, cũng không sao. Lai hiện giờ cũng ở cái tầm giá là cố định tầm khoảng là 15 egen một viên, thì như vậy nó cũng kha khá được anh em. Thì mình sẽ gom lại tất cả cái này rồi xem cái chỉ số thông tin mà mình cho ra được là 1.298, có được bao nhiêu viên ngọc của cái nguồn thu của chúng ta. Ok, và chúng ta đã gộp lại thành công vào cụm nè. Bơi thì được 9 nè, lai thì được 5 nè, trao thì được 4, ếch thì được 2 và amot thì được 1. Tổng quan lần này á thì không khá hơn lần trước. Lần trước chúng ta được tới 9 trao, lần sụt á thì chúng ta tầm khoảng là 2 viên. Lai thì ít, bơi thì cũng nhiều đi, nhưng lần này trao của chúng ta giảm đi rất rất là nhiều. Tiếp theo cái vấn đề chính quan trọng nhất là mình sẽ vào trong đây mình review một cái class, đó là Magit, sử dụng một cây vũ khí quét ngay thời điểm hiện tại luôn. Và lúc trước á thì người ta đã có ra rất là lâu rồi, ngay cái thời điểm hiện tại thì mình mới tậu được. Cái tiêu chí và cái tiêu đề của game mình làm ra toàn bộ là cà che nha, nói để ủng hộ lòng nha anh em. Tiếp theo là mình vào trong đổi nhân nhặt, chọn vào một cái con MG vào trong đây cho anh em xem. Cái vũ khí cực kỳ đẹp luôn anh em à, người ta đã xài bấy nhảy hết rồi, giờ này mình mới xài. Các anh em thấy gì chưa, nó sẽ có những cái luồng điện cho chúng ta rất là ngon lành. Mình sẽ lên một cái map gì đó cao cao anh em à, coi mình cộng điểm ra sao. À, cộng điểm như vậy thì nó cũng chưa có được thoải mái lắm. Thì sẵn đây mình sẽ chia sẻ anh em cái cách cộng điểm lại nha. Thì mình đã có đúc kết ra cái kinh nghiệm thật là quý giá anh em à. Cái con game này các anh em phải cộng vô năng lượng nha, dù muốn dù không thì anh em hãy cộng vô năng lượng 2k đến 3k cho mình. Cái lượng đam anh em sẽ dày hơn tốt nhất có thể, mình sẽ test cho anh em xem luôn. Ở đây nè, sức mạnh là 9k nè, nhanh nhẹn 1k5 nè, HP không cộng là năng lượng là 500 nè. Mình sẽ test cho anh em xem nha. Cái lượng đam của mình nó không có được dày nha anh em, không phải là cái kỹ năng của mình nó quá kém mà cái lượng đam nó không có được dày. Mình sẽ chuyển qua một cái kỹ năng khác cho anh em xem, nó không có được dày cái điểm của mình lên. Mắc đam tầm khoảng là 20k nha anh em, nó cũng không quá cao. Đây, còn cái kỹ năng combo nó lên là 27k, khi mà skill quét nhà của mình là lên là 20k, còn cái này là nó lên 27k nha, chênh lệch cũng khá là cao nha. Và bây giờ mình sẽ cộng điểm lại cho anh em xem nó sẽ như thế nào.
Ok, và đây là một cái bảng điểm thứ hai mà mình cộng cho cái con MG của mình, thì các anh em thấy thông tin chỉ số nó sẽ khác bọt đi hoàn toàn hết, nó không còn như hồi nãy nữa. Và cái đây là một cái giây phút quyết định và quan trọng, xem là cái lần cộng này nó có hiệu quả hay không. Thì mình cũng lên trên cái map là Atlant 2, cũng lại ngay cái bãi đó luôn nha, tại vì mỗi một cái bãi khác nó sẽ tỷ lệ đam nó sẽ lên khác nhau, nên mình sẽ test một cái bãi này luôn. Rồi bắt đầu phan nè anh em, 27k5 nó cũng y chang nha, nhưng mà cái lượng đam của mình nó sẽ dày hơn. Các anh em thấy cái lượng đam nó sẽ dày hơn rất là nhiều, các anh em thấy chưa? Khi mà cộng vào trong mana là lượng đam của mình nó sẽ dày lên đây, và mình tạt đây. Và cái này nó cũng là khác bọt hoàn toàn luôn nha, khi mà chúng ta farm hôm nãy mình chỉ có 15k thôi, nhưng mà cộng bây giờ nó sẽ lên là 16 17k, và mắc đam của mình lên là được 24k nha anh em. Nãy chỉ 20 và 22k, bây giờ mắc đam nó sẽ lên 24k. Thì tổng kết lại, khi mà anh em có cộng vào trong mana, cái lượng đam của anh em sẽ lên dày hơn, và có một chút xíu gì đó nó cải tiến lên được cái lượng đam mình nhích nhỉ hơn chút xíu. Tuy là nó không phụ thuộc quá nhiều vào cái trong đam, là tại đó là cái dòng hỗ trợ thôi, nhưng mà nó cũng vẫn tăng đam cho chúng ta. Và cái con GF của mình cũng thử y chang vậy, các anh em hãy cộng vào cho nó là mana, rồi cộng vô Angie, cộng vô STG, lượng đam nó có khác liền anh em ơi, chứ không phải là không khác đâu. Và mình chợt nghĩ ra là cái con DK cũng vậy, con MG cũng vậy, cái con GF cũng vậy luôn, cộng mana đam nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Ở đây mình quánh chạy tới chạy lui hoài, các anh em thấy nó rất là bực phải không? Thì mình sẽ lên trên ta căng mình quạt cho anh em xem, mình lên trên ta căng nó không có bị slow motion, các anh em sẽ thấy nó rất là rõ ràng hơn chút xíu nha. Hiện tại thì mình đang chỉ số master là 72 và reset là 39, có ai mà cùi như mình không? Ra game gần 3 tháng trời mà chỉ còn loanh quanh ở đây này, không có thoát nổi nè. Lên trên đây á, thì các anh em thấy cái lượng đam nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, 25k. Các anh em thấy là quánh nó rất là dày đam, cái lượng đam của anh em lên quánh nó rất là dày, nó không phải như là cái kia. Mình sẽ chuyển qua một cái tạc cho anh em xem, đứng ngay chính giữa tạc nó mới sướng nha, sướng chưa nhờ. Cái này mà đem đi vô PC là hết nước chấm và không còn đồ để chấm luôn nha. Nói chung là nó ngon, cực kỳ ngon. Khi mà các anh em thấy là cái kỹ năng của mình nè, nó ra đẹp nè, mình sẽ bung gần cho anh em xem nè. Và cái cây công cụ, là còn gọi cây vũ khí của mình đó, thì nó lại có một cái lằn điện găng cưa đáng đồng tiền bát gạo để sở hữu em nó nha. Và tiếp tục, đây là một cái series dài tập của mình làm về cái con MG nha, tại vì có đồ whip của con nào mình sẽ làm con nấy nha. Còn anh em có thể yêu cầu, có thể là chia sẻ cho mình đặng mình biết mình làm bên cái hướng gì, thì mình sẽ cố gắng mình làm để phục vụ cho anh em nha, để cho anh em tận hưởng và xem được cái lượng đam của máy đây. Tuy là ở cái master là 72 nhưng mà lượng đam cho ra rất là tốt nha anh em, nó không phải cùi đâu. Cùi nhất chỉ có là con GF và con cung nữ thôi, hai con đó hiện tại bây giờ đồ nó cũng ngang người ta, vũ khí là 3 sao 4 sao, đồ cũng vẫn 3 sao gì đó, nhưng mà nó farm như đúng rồi luôn, nó farm là cỡ như là quánh quái lo gen thôi, chứ lên map cao thì nó phải nhờ lôi kéo xô đẩy các kiểu nha, chứ không phải mà tự bươn được như mấy con này. Tự bươn được như mấy con này quánh rất là lâu, trong khi đó thì người ta sẽ one hit. Còn cái anh em sử dụng những cái con clutch đó thì cái anh em quánh nó còi nhây rất là nhiều. Vì sao mà đồ Magic nó lại mắc đó anh em, thì các anh em biết rồi nha, cực kỳ mắc nha. Và anh em xem tới đây và ủng hộ hết cái video, xem là có cái gì thiếu sót anh em có thể là comment góp ý vào cuối phần video nha. Và một lần nữa cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.